Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 3, không làm phế vật. Edit gì? Hạ Thanh Hòa đi vào phòng học, giáo viên trực tiếp, trực không thấy Cố Vọng đi theo, dịu dàng hỏi: Cố Vọng đâu? Cậu ta nói cần suy nghĩ thêm. Hạ Thanh Hoàn trực tiếp thuật lại những gì Cố Vọng nói cho giáo viên trực, đi thẳng về chỗ ngồi xuống, lúc có tay vào ngăn bàn lấy sách bài tập về nhà, đúng phải vật gì đó cứng cứng.
Vua Hạ lắc đầu một cái, nói: vào xem. Lê Đường chỉ đến cửa hàng, cửa lớn ở giữa có hai mảnh nhỏ bồn hoa, bất quá lúm hoa bên trong màu một chút màu xanh lá cũng không có, đất trồng đen thùi lùi khô cằn, còn bốc lên từng luồng khói màu tím đen giống như bị trúng độc. Ở đây bồn đất bị sao vậy? Tại lúc Đệ Tư ra lấy chìa khóa mở cửa tiệm, Vua Hạ đứng ở bồn hoa bên cạnh đó hỏi. Chết tiệt, có biết đọc chữ không? Phải tắt lửa trước khi cho lông nhím vào, đồ ngu. Snapper nghiến răng nghiến lợi chạy ra dây bàn, húp lơ bút mắng xả xối, tiếng la hét khóc lóc nhốn vào nháo vang vọng khắp cả phòng, làm ảnh hưởng tới đến nhóm ưng nhỏ còn đang pha chế thuốc. Kết quả là ngoài trừ Harry không một ai có thể nộp thành phẩm đạt chuẩn. Snap đen mặt và tất cả những đứa không làm đạt đúng yêu cầu. Sau bài tập 20 tấc, anh vào ngày hôm sau. Mi đến cùng là thứ gì vậy? Vậy cô chết rồi mà nó còn có thể nói chuyện với cô. Nó một cách đơn giản, một hệ thống là một loại hệ thống cao cấp không thể lý giải được đâu. Lấy sóng điện não để tồn tại. Bây giờ cần trói định cô để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Trong bản hướng dẫn sử dụng có hết đấy. Cửu Thiên Tuế giải thích. Tô Mộc gật gật đầu rồi đọc kỹ. Nhưng hàng chữ trước mặt không sao đâu chồng, anh đừng làm khó chị đàn à đàn chị. Tuy đàn chị nói em không có tôn nghiêm không biết điểm dừng, nhưng đàn chị chỉ em ơi vô lý ý thôi. Tống Nghiêm lườm người đẹp một cái, bây giờ mới biết hối hận, chậm rồi. Thừa dịp, anh lại ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi rồi dịu dàng an ủi. Tứ tư ngoan, sau này đừng nói chuyện với cô ta, lát nữa chồng đưa em đi mua thật nhiều quần áo, bồi thường cho em. Không sao đâu chồng, anh đừng làm khó đàn chị. Nghiên tỉnh dừng, đàn chị bội ý thôi. Tống Nghiêm cầm một cái, bây giờ hối hận, chồng có thừa dịp hơn thôi, xoa đầu tôi, dịu dàng ăn. Có đôi lúc tôi thậm chí không biết bản thân mình đang muốn gì, muốn làm cái gì. Có lẽ là do tâm trí khi bị bao quanh bởi bóng tối. Làm cái gì không phải kéo theo một người nữa để chịu tội thay. Hoặc là tôi đang muốn làm ầm lên, biến bản thân mình thành một kẻ không có giá trị.
bằng cách tôi không cần phải quan tâm đến việc những người như tôi có khả năng được giải thoát hay không. Diệp Hoài Thanh không để tâm tiếp lời, dường như câu trả lời của Giản Minh đối với cậu không quan trọng. Thời còn đi học đại học, tôi được đàn anh khá cao tay theo đuổi. Tôi rất muốn quay lại khoảng thời gian mà mình không biết gì cả. Lúc đó tôi cảm thấy may mắn giống như đang nằm mơ vậy. Anh ấy có gian thế hiển hách, được bao nhiêu người theo đuổi. Lúc Du Yến rời đoàn quanh mượn cớ là mình bị bệnh, thế nên bây giờ quay lại đây, quay về cũng chỉ dựa vào đó để nói, cho dù cô có bệnh tật hay không, cũng chẳng ai rảnh truy cứu đạo diễn điển. Thật, anh thật xin lỗi, lần này quả thật là do sự thể hướng của mình. Tôi đảm bảo sẽ không có lần sau. Du Yến cũng rất hiểu ý, tiến lên trước nói lời xin lỗi. Ánh mắt mang theo ý cười chân thành nhìn Điền Kỳ Lễ, lông mi chớp chớp giống hệt như một chú thỏ con vô tội. Ai ôi, con dâu nuôi từ bé, Liên Mạn Nhi cắn răng nói. Liên Hoa Nhi rủ xuống tầm mắt, vụng trộm lần lượt đưa ánh mắt cho Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi nhận được liền làm nũng, đẩy Liên Lão Thái Thái Chu Thị Mạn Nhi Niên kể, tuy nói không lớn nhưng cũng không nhỏ. Tôn gia phải lập tức kết hôn cũng không sao, người ta là nhà có tiền như thế, chẳng lẽ không cho nàng ăn uống no đủ sao? Dù thế nào thì với ở trong nhà vẫn tốt hơn, nhà đầu kia sớm muộn cũng phải thả ga đi ra ngoài. Dáng vẻ cậu ngoan ngoãn, khuôn mặt non nớt, sợi tóc bẻ rũ trước trán, đôi mắt lấp lánh nước, cứ như thế cúi gằm xuống, lộ ra vẻ an ủi vô cùng, tủi thân vô cùng. Tống Chi Ngôn vô thức nói nhẹ hơn, nhưng mà chúng ta không thiếu tiền, Cố Vọng. À quên mất, Tống Chi Ngôn cũng là di rời đời ba, Thẩm Chiếu cũng thế. Mặc dù nhà bọn họ không có đầu óc buôn bán như nhà họ Cố, nhưng cũng không quá kém.
Bất quá, bất luận sao, đối với hệ thống trò chơi, ra sức vận hành, người Lung Hà vẫn rất hài lòng. Chỉ là tiệm cũ một đêm cải tạo sự tình tối đối với bản địa mà có chút mộng nào hắn cũng phải tìm tình cờ lừa gạt. Bạch Mã Kỳ, hắn đi thốt lên, con Bạch Mã Kỳ mã non, con Bạch Mã Kỳ, Bạch Kỳ mã non chưa mọc sừng, cái dáng giống như một con ngựa nhỏ tò mò tiến lại gần Harry, cầu khép vươn vai nhẹ nhàng xoa đầu phần đam phần da của mình cùng bờm trắng bạc. Họ tên Tô Mộ, tích phân 200, đọc vụ Hoa Tiêu, Phật Phòng, Mơ Mộng, Lợi Nhẫn, Lạc Thanh, cửa hàng hệ thống, đang mở ra, đang mở ra, nhiệm vụ, đang mở, xin chờ lát, giọng nói máy móc và từng tiếng khóa văng lên, khóa văng lên, Tô Mộ thấy trước mắt là sáng lên, cô đang mở cửa phòng, một căn phòng trống rỗng. Gần như toàn bộ thời gian không phải đi học, tôi đều đi làm thêm hoặc là đang đi trên đường đi làm thêm, còn thời gian của mình đều còn đâu thời gian mà đi đến chuyện yêu đương nữa. Mở nắp hộp rồi đổ nó lên đầu người đàn ông đang đứng trước mặt. Thực ra anh ta chỉ hơi sững sờ trong giây lát mà thôi, thực ra anh ta hoàn toàn có thể tránh nó, thế nhưng anh ta vẫn đứng yên để tôi đổ cả hộp sữa lên đầu, không hề động đậy. Bỗng Diệp Hoài Thanh hiểu ra một điều gì đó rất có thể hiện ra trong mắt hắn. Cậu là một đồ chơi ăn bắn mặt nạ dày không biết xấu hổ, đó là một nhận thức tuyệt vọng đến cỡ nào. Lúc ấy Diệp Hoài Thanh cảm thấy mình như một con khỉ gây sự cứ nhảy nhót lung tung trước mặt lớp trạch tê trông vừa hài hước vừa hết sức ngốc.